Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong nghe một kiếp có tìm cầu. Con đã nghe thấy chương trì tụng, nguyện tỏ như là nghiệp nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 402, kinh Bảo Tinh Đà La Ni, quyển 1. Hán dịch đời Đường, Tam Tạng Ba La Pha Mật Đà La. Phẩm 1, hàng Phục Ma. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn ở bên hồ Kalanda trong rừng trúc thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1.000 người, đều là các bậc A-la-hán, các đã hết các lậu, việc làm đã thành tựu, bởi các cánh nặng, đạt được tự lợi, hết các cơ sở, đều đắc chánh tri, tâm khéo giải thoát, cùng với chúng đại Bồ Tát gồm 1.000 người. Những vị ấy tên là Đồng Trì Tu Di Đảnh Đồng Chân, Thủy Trí Đồng Chân, Địa Trí Đồng Chân, Thắng Trí Đồng Chân, Không Trí Đồng Chân, Minh Trí Đồng Chân, Điện Trí Đồng Chân, Văn Thù Sứ Lợi Đồng Chân, Hàng Phục Thắng Đồng Chân, Thủy Thiên Đồng Chân, Vô Cấu Đồng Chân, Đại Bồ Tát Di Lặc Đồng Chân làm thường thủ. Tất cả đều được sàng đệ Đà La Ni nhẫn nhục Tam A Đề, đầy đủ trí tất cả pháp không chướng ngại. Đối với tất cả chúng sinh, tâm các vị ấy luôn bình đẳng, qua khỏi các cõi ma, khép vào cảnh giới trí của tất cả Như Lai. Đầy đủ đại từ đại bi và trí thiện giải, phương tiện, đều theo Đức Phật, trụ ở bên hồ Kalanda, trong rừng trúc, thuộc thành Đại Thành Vương Xá. Bây giờ tại Đại Thành Vương Xá có 2 ngoại đạo, trí tuệ thông tỏ, thấu đạt hơn 18 binh minh sứ, cùng với 500 người. Một người tên là Ưu Ba Đệ Sa, người thứ hai tên là Câu Lợi Gia, đều là bậc thượng thụ của nhóm người đó. Họ cùng hẹn với nhau sẽ cùng đạt pháp giải thoát. Lúc ấy vào buổi sáng sớm, trưởng lão A thuyết thị, đại đường gọi là Mã Thắng đắp y mang bát vào Đại Thành Vương Xá cất thực. Ở Ba Đệ Sa thấy tôn giả A thuyết thị thì sinh tâm hy hữu, ta chưa từng thấy người nào uy nghi đỉnh đạt như vị sa môn này, lại khó có ai sánh với vị tỳ kheo đó. Ta nên đến hỏi xem vị trưởng lão này đã lấy ai làm thầy, đương ai xuất gia, đương ai cầu pháp. Ưu Ba Đệ Sa liền đến chỗ tỳ kheo đó, đến nơi nói những lời thăm hỏi xong rồi lui đứng qua một bên. Trưởng lão bạch trưởng lão A thuyết thị, tôn giả lấy ai làm thầy, đương ai xuất gia, đương ai cầu pháp. Trưởng lão A thuyết thị đáp, có một vị dòng họ Thích dũng mãnh tinh tấn, có thể tu đại khổ hạnh, ở tất cả chỗ đều tự tại tối thượng, đâu qua bể cả sinh tử vô biên. Nay đem tâm đại bi muốn hóa độ chúng sinh, danh hiệu Ngài là Phật, Ngài giác ngộ cho chúng sinh, làm cạn khô bể khổ, không ai sánh bằng. Tôi quy y Ngài và cầu pháp giải thoát. Ngài Ưu Ba Đệ Sa nói, bậc thầy đó vị tôn giả dạy nói những gì, pháp lấy gì để dạy? Trường lão A thuyết thị đáp, hay thầy hãy lắng nghe, tôi sẽ bị ông mà dạy nói. Điều nói bài kệ, nhân duyên nghiệp phiền não, thế gian chuyện như vậy, nghiệp phiền não chẳng sinh. Đạo sư dạy như vậy, sinh lão tử hoại tan, ấy giải thoát vô thượng, như Ngư Phương Dũng Mãnh, Như Lai Tự Ngộ nói. Ưu Ba Đệ Sa nghe bài kệ này rồi, thì sa trần lìa cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả tu đạo hàng, cho nói kệ. Tôi chứng hiểu thật pháp, cạn hẳn dòng sinh tử. Đó là Như Lai nói, tạng cam lộ khó được, chúng sinh dứt được khổ, trí tuệ thường đoạn trừ, tu vô lượng pháp môn, rốt cùng cũng được đạo. Hành đạo rốt cùng ấy, được niết bàn vô thượng. Ưu Ba Đệ Sa nói kệ này xong, liền bạch với trưởng lão A Thuyết Thị, thưa trưởng lão, thời của trưởng lão là Đức Như Lai, ứng cúng chánh đạn chánh giác hiện nay ở chỗ nào? Tôn giả A Thuyết Thị đáp, Đức Như Lai thầy tôi hiện nay ở bên hồ, bờ hồ Kalanda trong rừng trúc thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1.000 người, họ vốn là người ngoại đạo, được gặp Phật rồi sinh xuất gia. Ưu Ba Đệ Sa nói, tôi nay từ giả thiện trí thức và các quyến thuộc đi đến chỗ Phật sinh xuất gia. Ưu Ba Đệ Sa làm lễ nơi chân tôn giả Thuyết Thị, diễu quanh bên phải 3 vòng rồi từ tại mà đi. Ông ấy đi đến chỗ bạn cũ Câu Lợi Đa. Câu Lợi Đa thấy Ưu Ba Đệ Sa từ xa đi đến, gặp nhau rồi liền hỏi Ưu Ba Đệ Sa,
Này bạn, các căn thanh tịnh, sắc diện tươi vui, nhất định là ông đã được cam lộ rồi. Ông Ba Đề Sa nói, đúng vậy, thưa trưởng lão, tôi hôm nay được pháp cam lộ, hãy lắng nghe, lắng nghe. Tôi nay sẽ vì bạn mà nói pháp đạt được. Câu lời đa liền đứng dậy, đặt áo vai phải, quỳ gối phải, xuống đất chắp tay cung kính. Nó kệ tỉnh, xin nói đạo vô ưu an lành. Đà này chẳng hoa biển ba cõi, phân biệt được các ấm oán tặc. Theo đạo này rồi, chẳng luân hồi. Ông Ba Đề Sa đem bài kệ đã nghe, chị bạn mà nói. Nhân duyên nghiệp phiền não, thế gian chuyện như vậy. Nghiệp phiền não chẳng sinh, đã sơ dạy như thế. Sinh lão tử hoại tàn, ế giải thoát vô thượng. Nhưng ngô vương dũng mãnh như lai tự ngộ nói. Câu lời đang cái bài kệ này xong, tâm rất vui mừng, một lần nữa khen ngợi. Tôi nói lại với bài kệ trước. Khổ diệt tịch dứt cấu, Mâu Ni nói pháp này. Tất cả phiền não chức, đoàn các kiến vô tri. Hữu vi, uế ác không, vô nghĩa chẳng thể tin. Nói lại pháp tịch tỉnh, tôi nghe được Niết Bàn. Ngài Ubba Đề Sa một lần nữa lại bị bạn nói bài kệ đã nghe. Nhân duyên nghiệp phiền não. Thế gian chuyện như vậy, nghiệp phiền não chẳng sinh, đạo sư dạy như thế. Sinh lão tử hoại tan, ấy giải thoát vô thượng. Như ngư phương chủng mãnh, Như Lai tự ngộ nói. Câu lời đa cái bài kệ này xong, thì xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả Tu Đà Hoàn, rồi dùng kệ khen. Như pháp chân hạnh này, thuyền nhanh qua khỏi dòng. Trí này dứt ba khổ, đưa thế gian về bến, các ma ấm phiền não. Biết rõ để điều phục, giải thoát lìa oán tránh, biển khổ liền khô cạn. Nói kệ rồi, câu lời đã hỏi bạn, vậy nay Đức Thế Tôn trụ ở đâu? Ưu Ba Đệ Sa nói, tôi nghe Đức Thế Tôn đang ở bên bờ hồ Kalanda trong rừng trúc tại Đại Thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo tăng và chúng Bồ Tát. Nay tôi nhất định sẽ cùng bạn đi đến chỗ Đức Thế Tôn cầu Phật xuất gia. Câu lời đa nói, đúng vậy thưa trưởng lão, ta nên nói với nhóm đệ tử của mình hãy đi đến chỗ Đức Thế Tôn cùng nhau xuất gia luôn. Ưu Ba Đề Sa cùng với câu lời đa đi đến chỗ đồ chúng của họ. Khi ấy trong khoảnh khắc như một niệm mà ác nghe được trong nước Ma Gia Đà, có hai ngoại đạo là Ưu Ba Đề Sa cùng câu lợi đa, thông minh tròn đủ, danh tiếng gian khắp, là những bậc thiện trụ phu cùng với các quyến thuộc đang muốn xuất gia học đạo ở trong pháp của Sa Môn Cù Đàm, mà nó khởi ý niệm kỳ lạ thay. Nếu hai người này xuất gia trong pháp của ông Sa Môn Cù Đàm thì cảnh giới của ta sẽ trống không. Ta phải đến chỗ hai vị đó ngăn chặn sự xuất gia ấy, khiến họ mang ác kiến. Lúc đó trong khoảnh khắc chỉ như một niệm, mà ác biến mất khỏi của mình, khỏi làm hình tướng uy nghi của tôn giả Thiết Thị. Hiện ra giữa đường, đứng trước mặt hai người nói như vậy. Như trước ta đã nói, thử ông chớ quyết định. Việc như hai ông làm sẽ mất thọ dục lạc, tất cả nghiệp đen trắng, nhân quả tải đều không. Không sinh già bệnh chết, cả đời sau cũng không. Phước phi phước nghiệp quả, có không nhân này tạo. Thích tử vì lời nói, nên bỏ ông chớ tin. Ở Ba Đề Sa và câu lời đang nghe lời nói này xong, đều nghĩ mà ác này đến để phá hoại sự xuất gia của chúng ta. Lúc ấy Ubba Đệ Sa quay lại gọi đệ tử nói như vậy: này các ông, hôm nay phải nhớ là thế gian có rất nhiều tai họa và lỗi lầm. Rồi liền nói kệ: chúng sinh bị già bất, bị khổ chết ràng buộc, phải đoạn hai thứ đó nhất định sẽ xuất gia. Còn câu lời đa thì dùng kệ đáp: biết trí vô thường thiện, giữ pháp diệt ba khổ. Ông nói tham chẳng đoạn, trí ta chẳng lay động, tâm kiên cố như vậy, với người khác đã không, chúng ta thoát vòng khổ, chánh trí hết mê lầm. Chó giả dáng sư tử, mà gào tiếng giả càng.
Bây giờ chư thiên trụ ở trong hư không, như thấy được chân lý liền khai khiên hai vị trượng phu này. Hay thay, thưa các trượng phu, hai người đúng là bậc thượng tổ, và trong tất cả chúng sinh, đạo thắng diệu này là tối đệ nhất. Đối với tất cả thế gian, đạo này dứt tất cả khổ, đạo này vào được tất cả hành xứ của Như Lai, đạo này được sự tán dương của tất cả các Đức Phật. Đó gọi là nương theo Phật xuất gia. Khi đó lòng ma, ác ma sinh, phát sinh ưu khổ liền biến mất. Bây giờ ở ba đệ sa cùng câu lời đa, tự quan sát đồ chúng của mình, rồi kêu gọi các đệ tử, nói lên lời như vậy. Các ông nên biết chúng ta muốn vượt bể khổ già chết, thì nên nương theo Đức Phật xuất gia. Các ông nếu chẳng ưa xuất gia theo Phật, nên trụ ở đây. 500 đệ tử đều thưa, pháp giải thoát của con đều nương theo thầy học tập. Hai thầy nên đã quyết định việc lớn, chỗ hai thầy quy hướng ấy, chúng con đều xin thuận theo, nên cũng nương theo đó mà xuất gia học đạo. Thế là ở ba đệ sa và câu lợi đa cũng đã làm đội chúng lần lượt đi đến chỗ Đức Phật. Bác đã biết việc này ở bên ngoài thành Vương Xá, hóa ra một hầm lớn sau hàng trăm giờ tuần, khiến cho hai người chẳng thể đến được chỗ Đức Phật Thế Tôn. Đức Như Lai dùng sức thần thông khiến cho hai người này chẳng thấy hầm lớn, cứ thẳng đường mà đi. Mà ác lại ở phía trước hai người hóa ra ngọn núi cao đến 1.000 do tuần, vô cùng hiểm trở, không có đường nhỏ xuyên qua. Ở nơi núi đó lại hóa ra 1.000 sư tử uy mạnh đáng sợ. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng sức thần thông giúp cho hai người kia không thấy núi lớn, và bầy sư tử cũng không còn uy mãnh gầm tiếng đáng sợ. Hai người thẳng đường đến Phật. Cùng giới vô lượng trăm ngàn chúng sinh vây quanh ở đó đã cúng dường chỗ Đức Phật nói pháp. Bây giờ các tỳ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ông có thấy hai tiền trượng phu làm thượng thủ của chúng kia đang cùng đội chúng đi đến chỗ ta chăng? Các tỳ kheo đều đáp, chúng con đã thấy. Đức Phật nói, thiền trường phố này và các đồ chúng của họ sẽ xuất gia. Và ở bên ta, một người là trí tuệ đại nhất trong tất cả đệ tử thanh văn, một người là thần thông bậc nhất trong chúng thanh văn của ta. Lúc đó, theo chúng có một vị tỳ kheo dùng kề khen, hai vị thông tuệ cùng quyến thuộc, thường nhân lợi ích đã, Phật đã nói, đồ trí thần không không sợ hãi, nên ta ngân đón hai trường phu. Vị tỳ kheo kia nói kệ xong đi đứng dậy, cùng với vô lượng chúng tỳ kheo với ưu bạch tắc. Chúng xuất gia đón tiếp hai người ấy và khéo nói lời thăm hỏi. Hai người đó đi đến chỗ Đức Phật, cùng kính đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiều quanh bên phải ba vòng, đứng trước Đức Phật bạch: Thưa Thế Tôn, chúng con hôm nay cầu xin Đức Phật cho phép xuất gia tại giới tỳ kheo tu hành phạm hạnh. Đức Phật nói: Này tỳ nam, hay ông tên là gì? Ở ba đề sa thưa: Đề sa là cha, Xá Lợi là mẹ. Nay con theo mẹ nên tên là Xá Lợi Phất. Cha mẹ hôm nay đã cho phép con xuất gia. Câu lời đa thưa: Kiều Trần Như là cha, Mục Già La là mẹ. Nay con theo mẹ nên tên là Mục Già La. Cha mẹ hôm nay đã cho phép con xuất gia. Đức Phật nói: Hai ông và các quyến thuộc có thể ở chỗ ta xuất gia tại giới cụ túc tu hành phạm hạnh. Đức Phật nói lời đó xong thì hai người này thành giới cụ túc. 500 đội chúng có bao lâu cũng cùng với hai thầy được giới cụ túc. Lúc ấy mạc liền tự hóa làm hình dáng trời Mahe Thủ La, đến trước Đức Phật nói kệ: Trí lợi thế gian hay luận bàn, tháng trí phương tiện đến bờ giác, hết thầy đều lễ dưới chân ta. Ta là đại đạo sư của họ, đệ tử của Đàm cùng bà con, tất cả nên mau quy y ta. Ta nay bị ông sẽ tuyên dương diệu đạo khéo tịch diệt yên ngủ. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: Đạo ngươi nói hướng về cõi ác, chúng sinh thực hành chìm bể khổ. Đạo ta khiến cõi động chẳng động, biển khổ thế gian đều khô cạn. Tại sao kêu mạng không xấu hổ, lại còn khoe mình giọng giả gan? Việc ma của ngươi nay ta trừ, việc ấy không trở lại với ta. Toàn biến hóa Mahe Thủ La của ác ma nghe kệ xong liền biến mất, rồi lại hóa làm hình dáng Phạm Thiên Vương đứng ở trước Đức Phật nói kệ: Phiền não có mầm nghiệp,
trí tuệ đã trừ tan. Ở đây vì sao mạnh cần khổ lợi chúng sinh, ở đời không tự tại do chẳng kham dụng đạo, mau đưa bệnh đã trừ nên mau vào niết bàn. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lại: Ta xem các chúng sinh hơn luồng các sông Hằng, dùng lực đại từ bi giáo hóa khiến giải thoát. Chúng sinh trượng thường trung hạ khiến thế gian giải thoát, chúng sinh giải thoát xong sau đó vào niết bàn. Vì sao dùng tuệ ác dối trá cầu tỉnh ta? Ma ác nghe kệ sanh tâm lo sợ hối hận ở trước Đức Phật liền biến mất, trở về cung trời u của u não lặng thanh mà ngồi. Đang lúc ấy các quyến thuộc của ma tìm đến hỏi lẫn nhau: Đại vương của ta hôm nay vì nhân duyên gì mà vào trong nhà u não không ai biết cả? Bây giờ 500 kỵ nữ của ma vương thấy đều đẹp đẽ, mang các thứ như dòng hoa, bột hương, hương xoa, đống trời, tấu lên 500 âm thanh kỹ nhạc, tập hợp ở trước ma vương, ca múa vui thích. Lúc ấy ma vương đang buồn khổ, nắm tay đè nén tiếng bi ai, tạm thời ngồi im. Các kỹ nữ lại tiếp tục ca múa, tạo ra sự hân hoan khiến cho ma hoan hỷ. Ma vương đưa tay lên kêu lớn: Im lặng, im lặng, cho đến 7 lần các kỹ nữ mới đứng im. Bây giờ trong chúng ma có một kỵ nữ tên là Điện Khả Ý Thanh đến chỗ ma vương của mình chắp tay nói kệ: Đại vương nay tự tại như thấy tướng chết buồn, vì là gánh nặng nay mới sinh kinh hoàng, ai có oán lực hơn mà lo chẳng vui mừng. Ma vương nói kệ đáp: Ta có oán lớn đè nặng tâm, Thích Ca tự giờ học huyền thuật, tôi không phương tiện để phá họ, như vậy không lâu cõi dục vắng. Kỳ nơi đó liền nói kệ: Đại gia phương tiện nhiều vô lượng, đa sức phá hoại đâu khó gì, ba cõi trói buộc ai thoát được, bè tham chìm đắm ai làm cạn. Ma vương lại nói kệ: Bố thí và khổ hạnh bi nguyện là tơ mạnh, giữa cung không vô tướng, đệ nhất trong binh khí, có thể đoạn sinh tử, các cõi hết không còn. Lấy không làm rừng thành, đệ tử ở hang núi, tinh tấn thường tụ định, hết lỗi lầm các cõi, sức phương tiện thần thông, từ bi và giúp vì giúp bạn. Ông Vua Ba Câu Lợi Môn Đi đều hàng phục, ở trong ba cõi ấy phương tiện kéo thâu giữ, cảnh giới ta dục rộng, tất cả đều không còn. 500 kỳ nữ ở bên ma vương nghe tá thán công đức hiện có của Như Lai, liền được tham muội của Bồ Tát tên là Ly Nhất Thiết Tướng Điện Quang. Các kỳ nữ đó liền dùng những vật trang nghiêm ở cõi trời mưa xuống vô số hương hoa âm nhạc từ xa hướng về chỗ Đức Phật để cúng dường Đức Thế Tôn. Ở trên rừng trúc như có mưa rơi, nhờ có được thần lực của Đức Như Lai giúp đỡ nên khiến cho các thiên nữ đó từ xa được thấy Đức Thế Tôn và các đồ chúng. Họ vô cùng vui mừng, phát khởi niềm tin thanh tịnh và sợ ái kính bậc nhất. Bây giờ các vị tỳ kheo trong chúng thấy ở rừng trúc có tướng như vậy nên sinh lòng nghi lạ liền bạch Phật: Thưa Thế Tôn, từ xưa đến nay chúng con chưa từng thấy nghe ở rừng trúc có hiện ứng hiện điềm lành mưa xuống hương hoa như thế, có phải do Tôn giả Xá Lợi Phất Tôn giả một kiền ly hiện ra tướng này chăng, hay vì nhân duyên gì mà thấy hiện tướng hy hữu ấy? Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Chẳng phải hai vị ấy hiện tướng thần thông, đây là 500 kỳ nữ của thiên ở nơi cung ma đó mưa xuống những hoa hương và phẩm vật để cúng dường ta. Chẳng bao lâu họ sẽ đến đây đợi ở bên ta và sẽ được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc này 500 kỳ nữ của ma dương kia từ xa đã nghe lời hứa thọ ký của Đức Phật nên rất vui mừng, liền phát sinh niềm tin thanh tịnh, trên họ liền được ma tam muội bất phong bồ đề tâm. 500 kỳ nữ của ma vương tức thì mặc áo một vai, cúi phải quỳ xuống đất ở trong ma cung hướng về Đức Phật chắp tay cung kính nói kệ: Tất cả thế gian mù không mắt, chỉ có Phật người thấy khắp cùng, làm cạn sông ái cõi trời người, Như Lai tự độ cùng tất cả. Chúng con làm sao chóng thành Phật, người trời đều cung kính tán dương, thân lượng đáng chán đến lìa bỏ, mau gần mau đi nghe chánh pháp, thần thông trí Như Lai tối thượng, vì chúng con khai thị dẫn đường, đem báo giác chi vô thượng ấy. Khéo nói vô cấu như đèn sáng, dự lực hàng mà không ai sánh, giác ngộ chúng con nên thọ ký.
Năm trăm kỳ nữ ở nơi cung ma nói kệ xong, đi đi đến chỗ ma vương nói kệ. Thân Đức Như Lai tròn chẳng động, sao đối với Phật mà khởi sân. Thân này các khổ đã bức bách, là khởi kiêu mạn tự bôi mình. Nên bỏ sân này, nhất định tinh, làm cạn bùn kiêu mạn tự sinh. Tha tánh chúng sinh Phật biết rõ, chúng con nên tới chỗ từ bi. Ma vương nghe kệ là nghĩ đến những người nữ ấy, ý ác càng tăng. Ta nên dùng năm thứ trói buộc để trói buộc 500 kỳ nữa này, khiến chúng phải ở đây, chẳng thể đến chỗ Đức Phật. 500 người nữa này nhờ niệm lực của Đức Như Lai gia hộ, nên Ma Vương lại chẳng thể chế ngự. 500 kỳ nữa ở cung ma rất muốn đến chỗ Đức Phật. Lúc họ sắp sửa ra đi, Ma Vương với lòng sân hận liền khởi ý niệm: ta nay tự dùng sức của cảnh giới để cấm chế những kỳ nữ kia. Ma liền khởi lên gió lớn tỳ lam trái thời đầy khắp hư không, muốn khiến cho những người nữ ấy mê muội mất phương hướng, quay về lại cung ma để chẳng thấy đường đến chỗ Phật. Với thần lực của Thế Tôn nên một chút phi diệu còn chẳng thể nổi lên, thậm chí chẳng thể lay động được một sợi lông, huống gì là gió lớn gió dữ. Ma vương càng thêm sầu khổ, lòng càng áo não than thở, rồi kêu gọi các con mình và quyến thuộc. Tất cả cung ma lớn tiếng tràn đầy nói kệ: con yêu quyến thuộc tập hợp hết, lòng ta nóng bức như cây độc, sức thần thông cảnh giới tá hoại, lời hay vô định chuyển tất cả. Những con trai con gái của Ma Vương cùng các quyến thuộc nghe âm thanh này thì đều chạy mau đến trước Ma Vương. Trong số này có một người con của ma tên là Thắng Trí, chắp tay nói kệ: đây chẳng kiếp thiêu, chẳng tướng chết, vì sao sinh độ tối ưu não? Đây không lực lớn thắng kẻo ác, có sao gì trí tuệ ngu si? Ma Vương nói kệ đáp: nay Thích Ca tử này ngồi ở nơi rừng cây là đại oán trước mặt. Tại sao ngươi nói không? Kẻ kia có thắng lực khiến lòng ta kinh hoảng. Con tha cùng quân chúng như than vào lửa hừng. Hàng trượng phu danh tiếng sẽ suốt nhiều tài năng, hiện hợp và chưa hợp nay đều đưa theo đó. Tạo án vì trái hiện, trí lực đều dối tranh, người trí danh cao vượt đều đi pháp dẫn dắt. Này các thị nữ này, với ta tâm không thương, thấy bỏ chỗ Thích xưa đi đến chỗ Sa Môn, chỉ ta lấy làm chứng ngày nay nương về Phật. Tất cả ba cõi này các huyện đều khiến không, Phật tuy có đại lực, ta phá thành tro tàn, ta cùng tất cả chúng cần phải dốc sức làm. Bây giờ tất cả con của Ma Dương cùng tất cả quyến thuộc nội ngoại để giúp tay mà nói, tất cả chúng con đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đem thần thông để hỗ trợ cụ dùng cảnh giới này. Bà đã khiến cho chúng biết làm tất tự ấy thối lui, khiến cho nét như tro. Nếu thắng lợi chúng con tốt lành, nếu chẳng thắng thì chúng con sẽ phải y vị tất tự đó. Chúng con tuổi trước có cả đại quân vây quanh, đi đến cây bồ đề. Nhìn thấy Thích Tử một mình không bạn bè mà do lực thần thông nên chúng quân chúng của chúng con đều thối lui hủy hoại. Huống gì hôm nay Phật lại có vô lượng đồ chúng đều đã thành tựu. Mà đáp: các con hãy đi đi, nếu có thể giết chết ông Sa Môn Cù Đàm quay trở về, nếu chẳng thể thì cũng phải quay về cung mà tự phòng vệ. Ma Vương liền dùng 12 vạn chúng làm tả hữu, cùng số đồ chúng hơn số này, trong phạm vi 84.000 do tuần, tất cả binh chúng đều đã đầy khắp. Ma lại dùng sức thần thông, thần tốc, hiện lên ngọn gió độc, thổi mây đen lớn, mưa xuống những đuốc lửa, đầy khắp tất cả bốn châu. Ma lại dùng tay đánh vua núi Tu Di, làm cho bốn châu đều chấn động. Ma lại phát ra âm thanh rất ác và đáng sợ, làm cho vua núi Tu Di và các vua, các núi, đất đai, đất đá núi, tất cả đều kinh động. Do sự chấn động này mà ao hồ sông ngòi lớn nhỏ và nước trong biển cả đều dậy sóng. Tất cả các rồng, rồng lớn, dạ xoa lớn, thấy việc ấy rồi đều vật lên hư không. Những ma chúng này đã trụ ở đỉnh núi Tu Di, lại ném đá lớn với số lượng hàng do tuần ở trong nước Ma Dạ Đà như một trận mưa dữ chấn động kinh hoàng.
mà lại dùng các thứ như dao chày, dùi đục, đá lớn và nguyệt, cây chọc, giáo ngắn, chuôi sắt, răng cọp, gậy lớn và cung tên đại nguyệt cho rơi xuống như mưa. Đức Thế Tôn nhập vào tam muội toái ma quân trường, làm cho binh trường bao đốt lửa lớn ở trong hư không biến thành mưa hoa, là mưa hoa ở Bát La, mưa hoa Bát Đầu Ma, mưa hoa con vật đầu, mưa hoa phân đà lợi, mưa hoa mạng đà la, mưa hoa đại mạng đà la, mưa xuống giữa nước ma già đà. Tam muội y lại biến âm thanh kinh động đáng sợ kia thành đủ thứ âm thanh vi diệu, đó là các tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Thân, tiếng Ba La Mật, tiếng Thần Thông, tiếng A Tỳ Bà Chí, tiếng Thọ Chức, tiếng Bốn Ma Thoái Lui, tiếng đến Bồ Đề Đạo Tràng, cho đến tiếng Thụ Câu, tiếng Chẳng Thụ Câu. Tam muội ấy lại biến tất cả dược thảo, tàn lâm, núi đá, đất cát có trên đại địa của bốn châu này thành bãi báu. Lúc đó thế giới không có gió bụi, tất cả yên lặng. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện thân tướng của mình, vượt quá phạm thế tự tại chuyển biến. Từ thân ấy phân ra đủ các tướng, cho đến tướng vô kiến đảnh, phát ra ánh sáng lớn, soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp nơi đều sáng rực. Trời đồng giả xoa càng thất bại Atula Kalola Khẩn Na Lai Ma Hầu La Già Bề Lệ Gia Tỳ Xá Xà Cứ Bằng Trà Nhân Phi Nhân Địa Ngục Xuất Sinh Thế Giới Diêm La. Tất cả trong tam thiên thế giới như vậy đều thấy Đức Thế Tôn và ánh sáng lớn. Lúc đó trời đồng giả xoa nhân phi nhân đều dùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc trên đất và hư không đến chỗ Đức Phật tung hoa cúng dường. Đến đó rồi họ nhiễu quanh bên phải khen ngợi lễ bái. Khi đó địa ngục và các súc sinh thế giới diêm la vô lượng đông ngàn đã cho ta a xuất tỳ câu chỉ đều tự nghĩ nhớ lại căn lành vô trọng đời trước và xưng tụng nam mô phật đà. Đường ác hết rồi, họ liền sinh lên cõi trời. Tất cả 22.000 con cái của tất cả quyến thuộc của ma dương đều thấy tướng thân biến của đức phật như vậy rồi, đang ở chỗ đức phật liền được niềm tin hy hữu. Chúng liền cùng với 500 kỳ nữ của Ma Dương làm lễ dưới chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính, dùng kệ khen ngợi. Diệu sắc tịnh thân sáng biển lớn, danh xưng vang lừng, đâu cũng hết, đâu cũng đến. Nhánh kim sắc núi Tu Di, chúng con không nương tựa vào đó. Chúng sinh lạc đường không thể thấy, Như Lai mặt trời trí soi đường, nuôi dưỡng chúng sinh mãi chẳng thoái. Thân dẫn chúng con đương theo Phật, trí tạng tích tập dầu vô lượng, tâm tính giải thoát như hư không, từ bi thấm nhuần tùy cơ tuyết, tất cả thành tựu nương theo Phật, đồng trống sinh tử khó giúp vượt, giải thoát Như Lai mở bài đường, khéo nói nhân quả hay hiện rõ, trụ đệ nhất tự nương theo Phật, cảnh giới huyện trái như trăng nước, vô trí che lấp mang các dục, Phật là y vương cứu thế gian, cho nên chúng con nương theo Phật. Pháp Phật là cầu qua bốn lưu, tài sản bảy thứ thường ban phát, chánh đạo Thế Tôn dạy thế gian, con gần gũi cúng dường đại bi. Ác ý chúng con hướng về Phật, nơi đều sám hối để nhất giác, tất cả các ác đoạn dứt hẳn. Nguyện Phật nhận con nương tối thượng, chúng con đều bỏ bề đảng ma, cùng phát tâm Bồ Đề vô thượng, mời khắp tất cả loài chúng sinh, Bồ Đề đại nguyện đến vô dư. Phật thường chỉ bày con thắng hạnh như Ba La Mật con đã làm, lời nói Như Lai không nói khác, mấy pháp trọn đủ đến Bồ Đề. Hoa tung lên Phật thành lòng hoa, thì hiện các cõi nhiều không lường, nên con kính lễ lưỡng túc tôn, nguyện vui niết bàn lợi thế gian. Tất cả các quyến thuộc cùng kẻ nợ của ma đều mang hoa trời từ xa tung lên Đức Phật, nhờ thần lực của Đức Thế Tôn gia hộ nên tất cả hoa biến thành lộng hoa chiếu khắp mười phương vô lượng câu chi đã cho tha trăm ngàn hằng hà xa các cõi Phật. Lại có hơn số này cũng biến thành lộng hoa che trên đỉnh đầu của chư Phật hiện tại khắp hư không mười phương. Lúc ấy tất cả 500 kẻ nữ cùng quyến thuộc của ma đều thấy mười phương vô lượng a tăng kỳ các cõi Phật yên ổn nói pháp, mà thấy quyến thuộc của các đức Phật đó vây quanh, mọi người ngồi uy nghi rực sáng, thái lòng hoa trụ ở trên hư không che đảnh Phật. Các đức Phật ở những cõi đó đều đồng một màu, hình tướng thể hiện đều giống như nhau.
Chị Đức Thế Tôn ngồi tại tòa sư tử với vô vàn quyến thuộc, công đức trang nghiêm hiện lên không gì bằng. Lại nghe âm thanh nói pháp của chư Phật đầy khắp, quyến thuộc của ma nhờ sự giáo hộ của Đức Phật Thế Tôn nên được thấy thần thông biến hóa như vậy. Đã thấy được những việc này rồi thì họ lại càng yêu thích số một, phát sinh niềm tin thanh tịnh, làm lễ dưới chân Phật ở trước Đức Phật nghe pháp. Các con của Ma Vương cùng các quyến thuộc có khoảng 12 tầng bà la lui trở lại cung ma thưa với Ma Vương: chúng tôi tạo nhiều việc ác như thế nhưng chả thể hủy hoại được một lỗ chân lông của Sa Môn Cù Đàm. Lúc ấy lại có 2 vạn các ma quy y Đức Như Lai và đang ở trước Đức Phật nghe pháp. Bây giờ Ma Vương đã mất uy lực, lại giận dữ nói: ta hôm nay không có kế hoạch gì mới, nhưng không thể nào an trụ khi chưa diệt được người con của dòng họ Thích. Khiến cho người đó bị hoại diệt thì làm sao ta có chỗ mà trụ đây? Nói liền trở về cung ma, vào nhà ưu não ngồi lặng thinh ở đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni quyển 1. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.